Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ trở lại câu chuyện về chương trình ra mắt bộ tài liệu rất quan trọng, đó là bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc về cuộc chính biến 1963. Qua hai tác phẩm là The Vietnam Upheaval của giáo sư Vũ Quý Kỳ và một cuốn nữa là cuốn bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc mà do ông Trần Phong Vũ và một số thân hữu thực hiện, giới thiệu đến chúng ta vào ngày 14 tháng 11 sắp tới đây tại Westminster Civic Hall. Quý vị cần phải xem bộ sách này để hiểu rõ những sự thật nằm ở đó như thế nào, mà những điều mà Phái bộ Liên Hiệp Quốc họ nắm giữ ở trong đó nhưng mà họ không đưa ra. Và hôm nay chúng ta tìm được sự thật ở trong đó nó là gì. Mặc dù lịch sử đã đi qua, tất cả mọi sự đã đi qua, nhưng mà chúng ta là những nạn nhân của cuộc chiến biến đó vẫn còn ở đây. Và thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện đó đó, thưa ông, Phí Năng thấy là trong cái phần tóm lược về nội dung của sử liệu quan trọng này thì ông có nhắc đến Thượng nghị sĩ Thomas Dole. Khi mà ông ta viết một cái thư gửi cho bạn đồng viện của mình, là thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói là Thượng nghị sĩ Thomas Dole thì ông là ủy viên tư pháp của Thượng viện Hoa Kỳ trong năm 1963. Và khi mà ông viết cho đồng viện của ông á, thì cái điểm quan trọng nào để cho quý vị cảm thấy là chú ý để mà quý vị đưa ra cái bộ sử liệu này trong giai đoạn này, thưa ông? Vâng, thì cái thư đó khá dài, thư đó cũng tới 3-4 trang. Thì trong đó ông ấy gửi cho cái đồng viện của ông lại là chủ tịch ủy ban an ninh nội của Thượng viện, là một cái ban ủy ban rất là quan trọng, nghĩa là phải quá phê được tất cả những cái vấn đề ở trong nước về vấn đề chính trị, để từ đó có thể có được những cái căn bản để mà hành xử cái chính sách của Hoa Kỳ. Thế thì ông sau khi đọc xong thì ông sững sờ, là vì ông thấy không ngờ rằng đây là một cái bản tường trình nó lại có nhiều những cái sự kiện như vậy, mà toàn là những cái sự kiện mà nó làm cho cái tình hình trở nên, nghĩa là bết bát thêm mà thôi. Thành ra lúc bây giờ thì ông ấy mới quyết định là ông phải gửi một cái thư này. Mà cái mục tiêu của ông ở cuối cùng, ông đề nghị với lại ông chủ tịch ủy ban an ninh thượng viện là xin in ra cái bản này thành 100 bản, gửi cho mỗi thượng nghị sĩ một bản, để quý vị đó đọc và may ra thì có thể giúp cho chính quyền những cái ý kiến cần thiết để mà tránh đi được những cái vết xe đổ. Cái vết xe đổ nó ở đây là ở chỗ nào? Nó ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là về vấn đề thao túng của truyền thông Hoa Kỳ. Ông cũng đề cao truyền thông Hoa Kỳ đã từng có những cái người mà rất là lương tâm chức nghiệp, đã đạt được những giải thưởng cao quý. Nhưng ở bên cạnh đó vẫn có những cái người đi vào cái con đường gọi là quá tả. Và vì vậy cho nên rằng là đã xuyên tạc, đã làm những cái tin tức từ Việt Nam gửi về Hoa Thịnh Đốn đã bị bóp méo đi. Do đó cho nên rằng là cái nhìn của Tòa Bạch Ốc đối với những cái vấn đề của Việt Nam về cá nhân ông Tổng thống Ngô Đình Diệm nó bị sai lạc. Ông để cho thuyết phục được cái đồng viện của ông tin được những điều ông nói thì ông nhắc lại cái sự kiện, nhiều sự kiện. Có 3-4 sự kiện đã xảy ra ngay trong sau cái thời kỳ đệ nhị thế chiến. Thí dụ như là trường hợp Mao Trạch Đông chẳng hạn. Thì trường hợp Mao Trạch Đông mà sở dĩ lên để mà thiết lập được cái chế độ cộng sản ở Trung Quốc ấy, là bởi vì chính truyền thông Hoa Kỳ đã đề cao Mao Trạch Đông là một nhà cải cách và đồng thời đã hạ giá ông Tưởng Giới Thạch xuống đất đen. Và vì vậy cho nên kết quả nó bi thảm như thế. Chưa hết, ngay trong cái thế chiến đó, thì ngay như trường hợp Hitler chẳng hạn đó, Hitler mà sở dĩ mà tự nhiên mà lại có thể bốc lên như vậy cũng là do cái sự, một là sự sai lầm, hai nữa là cái sự cố ý để mà tiếp tay cho một cái tên độc tài.
Cho nên rằng là đã làm cho cái vai trò Hitler tự nhiên là nó trở nên nổi. Thì đấy là truyền thông Hoa Kỳ đã làm. Cái thứ trường hợp thứ ba là trường hợp năm tư. Năm tư thì lúc bây giờ thì do Tito lúc bây giờ là một người lãnh tụ của Trotsky, tức là của cái đệ tứ quốc tế, cộng sản quốc tứ, đệ tứ quốc tế, nó có đệ tam quốc tế và đệ tứ quốc tế. Thế thì lúc bây giờ Tito là cái người mà đã có cái chủ trương để mà biến năm tư thành một cái đất nước cộng sản đệ tứ. Thế mà truyền thông Hoa Kỳ lại đề cao cái ông này, cũng lại đề cao ông này nữa. Thành ra người Mỹ đã không can thiệp kịp thời, và vì vậy cho nên cộng sản đã thôn tính năm tư. Rồi đến cuối cùng, ngay cửa ngõ của Hoa Kỳ là Cuba. Ngay cửa ngõ của Hoa Kỳ là Cuba ấy, thì Fidel Castro lúc bây giờ cũng là một trong những cái người lãnh tụ gộc ở trong cái hàng ngũ cộng sản quốc tế rồi. Thế mà đằng này thì lại vẫn bị cái nhà báo bóp méo đi, coi như là Castro như là một trong những cái người mà giống như là Robin Hood, những cái nhân vật thời bấy giờ tương tự như vậy để cho người ta coi thường. Và cuối cùng là rước cái chế độ cộng sản vào ngay cửa ngõ của Hoa Kỳ, mà ngay trong thời gian ông Kennedy lúc bây giờ đã phải đối phó với cái cuộc chiến, cái cuộc đụng độ vịnh con heo, những cái chuyện mà tính giải phóng bây giờ cuối cùng thất bại. Đó là một cái mối đau lớn nhất của Hoa Kỳ. Và từ đó thì ông cho rằng là truyền thông Hoa Kỳ hiện nay bây giờ đang làm những cái công việc ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên truyền thông Hoa Kỳ đã là một cái căn cớ để mà có thể khiến cho Việt Nam Cộng Hòa khó mà có thể trở thành một cái thành trì chống cộng mãi được, có thể một ngày đó. Nhưng mà tiếc là cái ông Thomas này ông đã chết vào năm 71. Nếu mà ông sống đến năm 75 thì ông sẽ được chứng kiến chính cái lời tiên tri của ông đã trở thành hiện thực. Vâng, thưa cảm ơn ông. Thưa quý vị, chúng ta sống ở hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Khi chúng ta lưu vong sang đây, chúng ta đã nhìn thấy những cái biến cố chính trị nó ảnh hưởng tới vào cái tâm lý và vào cái đời sống văn hóa của người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Bởi vì cái tâm lý đó nó khiến cho chúng ta nhìn một cách rất tiêu cực về đất nước của mình, nhìn tiêu cực về cái chế độ mà chúng ta đang sống ở đây, khi mà chúng ta thấy truyền thông luôn luôn làm cho chúng ta cảm thấy không còn có một cái niềm tin nào để mà dựa vào những cái tin tức. Có khi có những cái bản tin rất đúng thì người ta lại không đưa ra, có những bản tin không đúng người ta lại vẫn đưa lên, và điều đó nó làm thay đổi cả một cái vận mệnh của đất nước. Và Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa hay đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng là một bài học và cũng là một nạn nhân cho một thảm họa mà chúng ta gọi là thảm họa Mediatek. Và điều đó nó làm cho mọi người cảm thấy rằng chúng ta sống nhưng mà chúng ta đã bị lôi cuốn vào những cái dư luận, và những cái dư luận đó thực hư ra sao không ai biết được, nhưng mà chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có một cái niềm tin là một nửa sự thật. Người ta bảo một nửa sự thật không là sự thật, nhưng một nửa sự thật đó sẽ được mở ra, bởi vì không có gì bưng bít dưới ánh mặt trời. Và cái ánh mặt trời đó là gì? Thưa quý vị, khi chúng ta muốn nói tới chế độ đệ nhất Cộng Hòa đẹp hay xấu, chúng ta muốn biết đời sống của những người sống trong chế độ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị tốt hay xấu, chúng ta hãy đến và tìm đọc hai tập tài liệu quan trọng này trong cái ngày ra mắt sắp tới là ngày 14 tháng 11 tại Westminster Civic Hall. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ không cảm thấy thất vọng khi quý vị nắm cái tài liệu trong tay. Và thưa quý vị, Phiên Đàn mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại và tiếp tục theo dõi những phần sau của Lido Sài Gòn TV. Chương trình tuần này sẽ kết thúc ở đây. Phiên Đàn mời quý vị theo dõi phần 2 vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.